mấy thì đặt con số gì đây đó, 23 đó mới chung kìa đó, chào ra mời bà con luôn. Số gì đây mấy thì đặt 23 mấy thì đây 23 số đầu tiên. Sáng ơi, đã bắt rồi thì chạy mua thế nhanh lên kinh ơi. Cô nhà đó phía sau của mẹ còn rất là mẹ nào nói lớn lên, nói lớn em nói điệu tao muốn nghe. Em nói lớn lên. Dạ anh đó mình nè. Mình sự trống này rồi thôi em tính diễn cho mình nha. Làm người bán vé đè lên đi má. Trời ơi. Dễ hoài quý cái. 23 23 23 23 23 không mấy gì thì cái miệng anh kinh định còn sao mười. Gì lệ gì con ừ. Gì lệ ơi, bảo bảo là người mang vô già. Trời ơi, sao mày biết? Sao mày biết? Ê, nó nghe nè, đụng chạm nhiều lắm nha. Đụng chạm nhiều lắm nha con nha. Đó trời ơi. Không tin cởi áo ra coi, cao su đồn lộn với bông đào. Ta thấy cái vú bây giờ. Trời ơi, ai cũng thấy được. Mày khỏi bị ngộ bây giờ. Giờ cho anh ơi. Tưởng đâu ngay cái video số gì
còn số năm, còn số năm, còn số năm, còn số năm, còn mấy gì đây? Mấy gì đó, mấy gì đó, còn mấy gì đây, mấy gì đây? Mấy gì đó, mấy gì đây, tôi tin chuông chuyên năm chục nguyên, còn 50, 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 số gì, số gì đây? Một bản tình ca 33. Rồi con gái lên đây. Mày muốn em đợi em đừng có la. Em la là số nó nhảy hết. Nghe không? Em áo đen đó bánh bèo. Mày muốn đừng có la lớn như vậy. La lớn là con số nó nhảy nó chạy hết trơn. Em thấy không? Rồi và bây giờ quý khách gia bắt đầu dò số ạ. Con lên đây. Con lên đây nè. 41 thì kêu ra. 41 có nhất kim chỉ. Vô đây nè, con đứng ở đây nè. 54. 54 có nhị viên đường. Số 10. Số 10 có tam tâm miêu. Số 8. Số 8 có tứ đổ tường. Vâng, và 4 số hàng ngang và đủ ạ. Rồi, con chọn qua một con Doraemon đi. Đằng đó đó. À, quên con Pikachu. Đây con này ạ. Rồi, cô cảm ơn con nha. Lệ ơi. Em đây chị ơi, rồi vòng loại tiếp theo lắm quý vị. Còn không quý vị ha, nhưng tôi đồng hồ giúp em mua một vé chỉ có một cơ hội, mua hai vé là cơ hội gấp đôi, mua ba vé là cơ hội nhân 3x3 4 luôn nha quý vị nha. Và bây giờ Bi Phụng Bồi Nhi mời tất cả quý quan khách có lấy cái trên tay bắt đầu dò số. Và toàn thể các hát lô tô Hương Nam xin chúc quý vị có một vòng đời thật nhiều may mắn. Số gì đây? Số gì đây? Số ba có mấy con mẹ chị ra từ đầu quý khách có ghé dòng ngày trở lại đây. Kiểm tra lá vé số nào lu mờ không rõ, cứ đem lên chị em phụng sửa và đổi lại à. Dạ đúng rồi đó quý vị. Còn ai chưa có lá vé trên tay thì ngay bây giờ người đẹp Tú Túc, người đẹp Tử Quỳnh còn ở phía bên dưới phục vụ cho quý vị về những lá vé ha quý vị ha. Thì quý vị cũng thương tình ủng hộ cho chúng em những lá vé trong những đêm mưa như thế này ha quý vị.
Vâng, và bây giờ Billy Phụ mời tất cả quý quan khách có lẽ với chúng ta tập trung ánh sáng bắt đầu dò số. Rồi ai chưa có vé giơ tay giùm em cho quý vị nha. Ai là đại gia giơ tay lên đó. Đại gia nữ trăm nhân ngồi ở phía bên đây nè mấy con ơi, chạy nè phục vụ vé đi Tú Huỳnh ơi. Đó trước mặt tôi này Tú Huỳnh đó, đại gia đó chưa. Rồi rồi đại gia bên phía bên đây quá trời luôn. Đó Tú Huỳnh ơi. À tốt tốt rồi, những nhân viên ơi chạy ba vé giùm chị đi nè mấy con ơi. Tôi đồ ma, tôi chỉ làm cái gì là không tôi ơi. Tôi chỉ đây mấy thì là tôi chỉ làm. Cái chó tôi người đẹp như Lan luôn quý vị. Nói rồi nha, nhắc lại nha, bời ghé trên huyện cảm chút xíu, đừng có đi như dịch mẹ nha má ơi. Tôi chỉ đây mấy thì ra, tôi chỉ ra mấy thì là không tôi chỉ đây à. Tôi chỉ ra, người chúng ta trời cho công chủ công quý thầy mà quý vô. Tình tâm khi nghĩ đến lời thật trời kinh, lời ấy tại mình đừng chắc em kêu lộ hoa. Tới đâu mơ
gì đây, con hoa gì đây, cả nhà khó vô nữa. Kim thang cả lắm mà biết gỡ, có quá nghèo mà nghèo quá. Còn 21 con 21 và 21 con mấy gì đây à? Mấy gì đam mấy gì đi con mấy gì đi con núi cao một người sao à? Một người sao con mười sao. Rõ ràng á là anh trai đi lên mở la chị gái đọt giải đã bê đê còn bị mù. Không, hồi nãy là cái chị ngồi kế bên, chị giơ tay lại cho em chị. Đó, mày đuôi không? Ai lên nhận quà? Ai lên nhận quà? Thôi. Cái vấn đề người ta lên là chị người ta. Cái người ta lên cái người người ta giơ tay phải kêu nè. Lên đây em, lên đây. Đừng có dán mấy cọc lông mi. Thôi, đừng có làm cho người ta sợ. Lên đây em. Em có vợ chưa? Chưa hả? Tự nhiên cũng đang em nghĩ là chị nè. Chị không có dò lợi em đâu. Anh là sao vậy? Nó tối quá vậy. Mày gan ghê. Đâu có, soi đèn pin xíu. Đúng là BD mà còn bị mù nữa, phải nhìn còn. Bà nội cha mày, chị không thiệt, chị giống em đi, chị thử chị ngồi xuống đi cái vé để sáng. Không, chị sáng hơn em. Sai. Nó nào, bây giờ chúng ta bắt đầu giờ số ạ. Số 8 hả? Số 8 vừa điểm kêu qua có 1, 34. 34 có 2, 41 có 3. Và số cuối cùng là con số 56. 56 đầy đủ vào hộp và này. Đủ 4 con hàng nha. Bây giờ em theo Bội Nhi nha. Bội Nhi sẽ dẫn em vô chơi BD cho một chị. Chị em con gái mà. À là để đứng đây. Anh ơi, cô sao? Gái có 2. À, không có gì hết nên lẹo lưỡi. À bây giờ em chọn qua cho chị một con gấu đi ha. Rồi gấu nào cũng được. Màu hở kìa. À, làm người không làm, làm đòi làm gấu. Đỡ hơn mày, đồ con quỷ chó lông xù. Rồi chị cảm ơn em nha. Rồi em đi với ai vậy? Mấy người, hai người để chị tặng vé cho em nha. Rồi Sương Ca đem vé lên tặng cho người ta nè. Vé tặng cho anh. Chị muốn tặng mấy vé chị? Đi hai người thôi, tặng người ta 4 vé đi em. Trời ơi, em tặng cho anh 10 vé luôn cũng được. Rồi 4 vé thôi. Dạ đây rồi, 4 vé tặng cho anh trai. Rồi đã 4 vé một. Tại vì em đẹp trai đó, em đẹp trai đó, tặng cho em 4 vé đó. Bộ Nhi nó tia anh rồi đó nha anh nha. Thế mặt sau ơi, đi theo lấy 40 chục. Ủa tặng mà. Đâu có, thì tặng cho ảnh, ảnh đưa cho sầu 40 thôi chứ đâu phải là đưa cho mình. Vâng ạ. À, rồi lẽ nào lên chân mình mà cô cũng bắt đi khỏi chơi đến đâu à. Và bây giờ chúng ta hãy quỳ bò lên giấc cũ nha. Và ủng hộ nhiều chị em phụ với những lá vé trên tay, những lá vé mới hoàn toàn và đem đưa cho các cô chú, quý chị và các bạn. Rồi ai có vé, cậu năm vô đây bằng vé nè. Đó. Rồi vé như thím hai, ủng hộ nghe một vé, hai vé cho chị nha. Rồi ngay từ bây giờ thì quý vị ơi, vòng loại tiếp theo vẫn y như cũ là 10.000 đồng mua một vé ha quý vị ha. Đó ngã 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 em vé ra bán cho. Ngay từ bây giờ đó vé kìa, giơ tay lên giùm em, thương tình giùm gánh hát là tôi Hương Nam ha quý vị. Cảm ơn quý vị à. Dù trời mưa trời gió nhưng mà quý vị vẫn đến đây rất là đông đủ để ủng hộ tinh thần chị gánh hát là tôi Hương Nam. Dạ đó là một niềm vinh hạnh nào. Dạ đúng rồi. Và bây giờ Bibi Phụng xin mời các cô chú các chị bạn một lần nữa đi trở lại với chương trình Ảo Bán Kiếp Kỳ luôn đi. Đó. Rồi vậy thì ngay từ bây giờ chúng em xin mời quý vị hướng mắt về màn ảnh sân khấu và cùng bắt đầu. Dạ. Cô chú chị nào mình chưa có bé, cứ mạnh dạn giơ tay lên nhìn em nhớ mình nha. Đó, hiện tại nguyên một con hà mã đang phục vụ bên dưới. Với mọi là bé chỉ có 10.000 đồng thôi thì ơi. Rồi, giá người đẹp chị Lam Kim Phụng. Bé ngoài sao những đẹp ơi, em bé ra kìa. Rồi, chị Lam Kim Phụng có hai bé.
Còn mấy chị ra mấy chị ra con xúc chị ra lắng lặng trên mặt nghe đi đi hết chị ơi cái gì cho túc túc luôn nè ai ai còn nhớ em ra bên ngoài kìa nhanh lên đọc đọc thôi bên con con xúc chị đi mấy chị đi con xúc chị đây đó thương nằm nghe tụi em mà chiếu số có vé xong rồi thì ngồi đó đợi nha anh với lẹ trên tay em ta có 10 ngàn để em cười bố ơi rồi 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 chị à coi dịch với lẹ trên tay em ta có 10 ngàn sao ơi cô bác thương sẽ mua vé giùm cho tụi em để em cảm ơn suốt chị đi mấy chị ra con mấy chị ra mấy chị ra con mấy chị ra ai cũng tình xin mua giùm cho em nha con vé đây em ta có 10 ngàn đi mày chỉ đi con xúc chỉ đi mày chỉ ra con xúc chỉ ra con xúc chỉ ra
búp bê bằng trong biết bay 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 biết băng biết sò biết bú biết bơi búp bê bằng trong bên bàn bướm 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 bay bay bướm bướm bay bướm bướm bay có bàn có bè của búp bê bướm bướm bay bướm bướm bay búp bê bướm 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 bay bay đây con số hai. Gì vậy mày? Cô có bán chim cút chim bơ. Thôi giờ tôi thấy quý vị ơi. Con số 1, con số 1. Ma gì đây? Ma gì đây con? Ma gì đây? Ma gì đây? Ma gì đây? Ma gì đây? Bắt lòng đi em trông qua cầu. Cầu kê cho mơ thương nhau. Một chú gọi bơ theo dưới ngài. Giờ số bà lại dễ. Thôi nè, đàn ông chị giao cho em đó, em dò đi. Nói gì tới mê trai rồi sao chị? Hello. Hey, you fat girl, you fat thang. Rồi, giờ số chị ơi. Số 36. 36 chị kêu sao có 1 2 cái bánh ú. Là cái gì? 44. Dạ, 44 có 2. 60. Là sao? 60. 60. Có 6. 23. 28, còn số gì đây, số gì đây, còn bốn gì đây, bốn gì đây, bốn gì đây, còn bốn gì đây, thế duyên đại thắng đại não mà chuyện sao, thì đứt cái dây cung tổ quần mà gãy cho bốn mười bốn, bốn mười bốn, còn bốn mười bốn, bốn mười bốn.
kinh phong kinh dựng lừa nhà BD mà có vé mà dò lại nha quý vị nha. Rồi xin mời mình ạ. Rồi xin mình mời là em. Sao em kêu mình giờ đầu ở đâu? Dạ m- lấy lát rồi em tìm cái đầu rồi em bẩm chị sao. Rồi con số 20 chị điểm kêu qua 20 có 1, 12, 12 có 2, 49, 49 có 3, 55, 55 có 4. Hoàn toàn hợp lệ, xin chúc mừng anh. Và anh sẽ nhận về cho mình đó chính là một phần quà ở bên trên sân khấu. Xin mời anh gì cũng được, nãy hơi hôn mẹ cái để về nè. Trời ơi, trời. Cái gì anh ơi, lấy cái gì nè? À, có màu vàng nè, hay là màu nâu cũng được nè. Hay là có màu xanh. Còn rồi, còn tốt, đây, 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 đây nè. Phùng trao cho. Rồi có con màu đen nè, anh muốn lấy không ạ? Phùng, cảm ơn nha.